Vâng, xin chào anh chị cô chú nha. Em là Hình đến từ kênh YouTube Auto Hình Bến Tre và TikTok Hình Ô Tô Cũ nha. Thì chiều hôm nay cửa hàng em không bán ô tô thì chị đang đi quay cái miếng đất mình đang cần muốn bán nha. Miếng đất này nằm tọa lạc tại ở phường Phú Hưng nha anh em. Phú Hưng ha. Đó. Miếng đất này bề ngang 5 dài 30 nha anh em. 150 mấy mét vuông á. Thì về ngang bắt đầu từ cái dừa này anh em qua đây tí xíu 5 mét sâu vô trong ha. Đất này đất thịt. Đất này đường thì đường ô tô vô tới đất là cách cái đường này là khoảng 200 mét nha anh em. Anh em đi đường đan này 200 mét ra mới tới đường ô tô nha. Đó, nằm ở phường Phú Hưng ha. Đất phường thành phố Bến Tre nha. Thì miếng này em đang muốn bán giá tiền là 330 triệu. Anh em sở hữu miếng đất 150 mấy mét vuông ha. Thì đất này quá rộng luôn. Anh em mua thích hợp về xây nhà hoặc là làm kho xưởng hay là để đầu tư vô ha, để đầu tư sau này đường này nó mới bự rồi. Đường này sau này có dự kiến mà lớn rồi nha anh em, đường này đường thông nha. Đó, anh em nào có nhu cầu mua bán hay là xây nhà ở gì cứ alo cho em cũng còn bằng nhiều nền lắm. Cái này cũng nhà dân cũng đông đúc ha, anh em nhìn thấy không? Đó, 330 triệu anh em sở hữu miếng đất rồi. Anh em nào mở cái alo số điện thoại nha. Đó, anh này, cảm ơn anh em nhiều ha, chúc em một buổi chiều vui vẻ nha.